Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua hạc liên quân thì hãy truy cập ngay kho hạc rẻ 24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào anh em. Tôi Văn Tiến chào anh em. Ok các bạn ạ, lần trước thì anh em mình đã làm món gói tôm nhảy rồi đúng không? Thì các bạn có comment bảo anh em mình là làm món gói cá nhảy đi, nhưng mà đợt đó thì mình chưa tìm được cá nên chưa thể làm ngay được. Và hôm nay thì mình đã tìm được cá rồi và mình sẽ làm món gói cá nhảy cho các bạn cùng xem. Kìa kia. Giờ kia mình đã chuẩn bị rất nhiều cá và nguyên liệu để có thể làm được món gói cá nhảy đó. Ngay bây giờ mình sẽ cho các bạn xem. Nếu các bạn mà thấy clip này coi như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh mình nha. Đây là số nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để có thể làm được món gói cá nhảy đó các bạn ạ. Thì ở đây gồm một chút ớt, một chút chanh, một chút hành tím, tía tô, húng bạc hà và rau răm. Nguyên liệu đơn giản chỉ vậy thôi. À đâu, còn đường với cả ớt khô nữa em ạ, với cả mắm. Thì một lát nữa anh mình sẽ sơ chế nước trộn sau. Còn bên này là số cá mà anh mình đã chuẩn bị rất nhiều luôn các bạn ạ, gần 100 con, rất là đều nhau, ăn chắc là vừa mồm luôn. Bạn cứ nhìn thấy sợ sợ kiểu gì ấy. Sao lại sợ bạn? Bạn nhìn sợ kiểu như ăn đúng. Hôm nay anh mình sẽ thử để xem là cái cảm giác ăn gỏi cá nhảy có thực sự ghê không. Tự nhiên em ốm rồi. Đồ bệnh, đồ bệnh. Từ từ, một lát nữa mà em phải thử, ăn thử để xem cảm giác nó như thế nào đang. Xong rồi lúc đó em hãy quyết định là em ốm. Nhưng mà lần trước tôi thấy ăn tôm ngon mà, chắc là cũng ngon thôi vì nước chấm mình ngon. Thì lửa trộn chua chua cay cay vào chắc là vẫn nhai được cả xương bạn ạ. Tôi cố ăn đấy chục con. Rồi ok, bây giờ anh mình sẽ đem số nguyên liệu này đi làm để chuẩn bị thưởng thức thử món gỏi cá nhảy thôi. Ui, bạn ơi, nhiều ớt nhiều bạn và ít ớt. Với tôi lúc nào đó chỉ là một chút thôi. Thôi khả năng là cố ăn hết chỗ ớt này để quên đi vị cá bạn ạ. Nhìn cá hốt quá. Sợ hốt đây. Anh thấy cứ cảm thấy sợ sợ kiểu gì. Anh có hốt táo tháo đuổi không? Anh cũng hơi hơi luôn. Nhưng mà hơi, chắc là hơi. Chắc là vào bụng anh là có máy xay sinh tố hết rồi. Tiêu tiêu hóa tốt. Nếu không ăn được thì ăn một con, mà không ăn được nữa thì lại ngửi thôi. Thì tôi là ăn rau thì ăn khô đi luộc. Được rồi. Rồi em để cả cục này nữa thì nó nhanh. Cả thế này anh. Đúng rồi. Thế. Thôi thì mà không ăn được cái tôi sẽ chuẩn ăn rau. Ok em đi lấy. Lấy cả bí rồi anh. Tôi ra để em thiết kế lại. Mai khả năng là không dám bật Hữu Bộ lên xem nữa vì gọi cái à. Em sợ mỗi tao tháo rồi. Với bộ hình như cái gì cũng một chút một ít này. Chắc về anh ngặt rau xong rồi bán cho bọn quán lẩu mà. Anh em không phải sợ Tào Tháo đuổi đâu. Bạn có thuốc rồi đi. Hả? Cầm sẵn thuốc rồi đi. Không phải. Với tôi không cần. Thôi thì trừ bịa mấy lá xoan thôi. Có cái cá có bịa anh. Hải cá có bịa. Đúng rồi nhé. Tí ăn sống thì có bịa. Tóm lại ăn hết. Bố em bảo là thôi con ạ, cái gì khó quá thì mình bỏ qua. Các cụ câu ở nhất số nhì tỷ mà cái khả năng tôi bỏ số mấy tỷ thôi. Tôi ăn ở giữa. Ăn ở giữa thế chính ra là ngon nhất rồi, bởi vì con cá thì người thịt của nó chắc ngon nhất rồi. Miễn sao là ăn nó đang nhảy bạn ạ, nhưng mà tôi chỉ ăn phần giữa thôi. Anh sàng mồm. Anh là chọn lọc. Tôi nghĩ là ngon vì lần trước mình ăn tôm rồi ngon lắm. Tôm em không ăn được. Anh xem đặc sản miền Tây thì người ta ăn cá nhảy, ăn cứ ăn một con cá uống một chén rượu. Đấy, tí mình không uống rượu, mình uống sữa. này con uống sữa. Thế là mình lạ. Thế thì Tào Tháo nó không đuổi mày lạ. Mặn ngọt chua cay các kiểu. Đây kiểu như là kiểu như uống sữa vào là để gọi Tào Tháo. triệu tập.
trong lúc chờ mấy anh em kia làm nốt nguyên liệu thì anh em mình đi pha nước trộn các bạn ạ. Anh em đã cắt ớt ra rồi, cho vào đi ạ. Và đổ vào bát nước cốt chanh, cho đường, ớt bột và mắm vào. Để đánh phun mắm nhá. Ui. Em cho ớt bột vào đi. Thôi em ơi, rồi đảo lên đi. Và trộn đều lên. Chắc chắc thử tí. Thử sao nào? Chua chua cay cay hay là có mùi khăm khắm của mắm. Ngon. Đánh thử. Bạn đã thử luôn à? Anh thử luôn anh. Ôi em nhảy. Nhưng mà chưa có rau. Thử trước luôn cơ. Ôi, đây các bạn xem bạn Lâm thử trước. Ngủ ngon không anh? Bật chấm. Chấm tiếp. Cay. Cay mới phê. Ngon không? Bạn chỉ cần báo ngon anh cho mình ra để thưởng thức luôn. Anh ăn đấy, em thấy tiệm rồi đấy. Thế này là chắc hết ốm rồi. Ờ, đấy anh cho mình ra để thưởng thức luôn thôi. Bây giờ anh chị mình sẽ trộn nước trộn và nguyên liệu trước các bạn ạ. Đi bạn cho vào đi. Đấy, rồi tiến đổ nước trộn vào, anh chị mình trộn lên. Rồi tí anh em nào ăn con cá nào thì sẽ dìm con cá đó vào trong cái thau này. Cái này cái thau nước trộn này người ăn vào còn rụng không chi là cá. Bạn ơi, thấy nhìn cay lắm. Đẹp lắm rồi. Mình giống lộn rau. Lộn rau. Đâu cá đâu rồi, cho cá ra đi để thưởng thức luôn. Đấy, cá để thưởng thức. Anh em mình làm ở nhà xong nhưng mà anh em mình lại đi ra ngoài đồng các bạn ạ. Bởi vì ăn cá nhảy thì phải ăn ở ngoài đồng nó mới phù hợp. Bạn ơi, kia mà ngon quá, ăn hết rồi mà vẫn thiếu thôi, cầm không. Nào, xem được con làm không. Ok bạn. Đây, tọa luôn xuống ao đấy đi. Để nếu mà có gì thì bạn nhảy xuống mà múc luôn. Đấy, tọa luôn rồi đấy. Đúng là chân chất quê hương. Nào bây giờ thì anh mình sẽ bắt đầu thưởng thức món gỏi cá nhảy luôn thôi. Bạn bắt mấy em cá nhảy cho vào trong cái thau kia đi. Ui, nhảy. Nhảy chưa? Cho thêm đi, cho thêm. Thế rồi, mỗi em một con đã. Cứ cho đi cho các em nó nhảy. Đây các bạn ạ. Đây đúng là gói cá nhảy luôn rồi. Chiến đấu. Nào, anh em ngồi vào để chiến đấu luôn. Nào, ngồi vào đi. Bắn vào bạn. Cho nó ngứt đã. Đợi ngứt gì còn gọi gì là cá nhảy nữa. Vào đây. Nào, vào đi bạn ơi. Tiến ra ăn trước đi. Bạn Lâm nãy thử ở nhà rồi. Bạn Lâm bóng ngon mà. Ngon tức là ăn được đúng không anh? Ngon quá ấy chứ. Ủa, dậy mạnh thế. Mạnh thế quá. Thôi anh ơi. Để em thử, lấy anh thử. Đây. Thôi lấy Lâm thử là không có rau, bây giờ thử lại cái này xem có rau không, ngon hơn không. Để em. Ui, em thử phát cho. Bà đấy cá thì vẫn cười. Bà đấy nhảy. Cá vẫn nhảy các bạn ạ. Có khi vẫn quay. Lấy cái lưới ra để đánh nó đừng nhảy. Anh em bây giờ có cái động lực gì để em phát tỏ mồm xong thì nuốt thử luôn anh. Anh ơi nhắm mắt. Mà các bạn cá sống. À cá nhảy, quyền cá nhảy. Úi dồi. Sao thế? Đây em phải làm cút nhậu. Nhà cảm giác nó cứ ghê lắm. Để em thử. Áo tôi thương cũng lại toàn mùi mắm. Trời ơi. Mời tất cả các bạn nhé. Thôi em chả cắn lửa con như anh Cầm đâu. Anh cho cắn đâu. Cố lên em. Phì đấy. Em nghĩ luôn là cái khác đi. Chứng tỏ Tiến giỏi thật. Ăn giỏi. Thế nào em? Làm tí dầu đi.
hay là cút cút rượu? Không, em làm ít rau đi em ạ. Ăn được anh ạ. Em ăn tiếp đi. Ngon không? Vị như nào? Cay cay có thử ủa. Kiểu đó, như cắn mẹ cái mật ra, cái mật đá. Quá hạt chứ. Anh ăn rượu rồi, bây giờ em ăn bằng cái gì nữa. Đi đâu rồi? Ôi, quá. Mặt trắng, mặt này, mặt trắng. Cả là người tôi ăn rau uống rượu. Chắc là em có khi ăn người không có tiền được. Ăn người không chắc là ăn được. Em ăn vào mặt rồi. Tổng cả con đi. Nào bây giờ sẽ đến bạn Khoa nào. Vẫn còn đang nhảy tanh tách ở trong thau đây rồi. Bạn ơi, thử để tôi ăn rau uống rượu. Bạn phải thử một lần chứ. Tôi không mạnh mẽ như em Tiến. Không được mạnh mẽ cho cái làm lửa con này. Cho nhiều hết là cho cây cây cho quên đi vị cá. Anh khô rồi bạn ơi. Đi rau anh ạ. Chút nữa em sẽ test con thứ hai. Mời các bạn nhá. Sao sao anh? Không quên được vị cá. Ngài nó cứ sợ sợ ấy. Răng anh như đính cái viên kim cương nữa hay sao? Ông anh. Mày cá. Con thứ hai. Ok. Nào bạn Lâm nào. Mời các bạn ăn gói cá nhảy. Ủa. Con thứ nhất ăn được, con thứ hai chắc vẫn ăn được rồi. Xong cho đỡ sợ anh. Ôi, nhảy chưa? Không sao anh ạ. Đằng nào về mình tắm xong mình giặt quần áo hết. Hôm nay nước mắm thì tôi cũng ok luôn. Anh chắc ăn. Thế nào bạn? Tôi thấy ngon mà. Anh thế hay là bạn ăn phải con cá ngon. Bây giờ để anh em kia thử lại xem có vào con cá ngon hay không. Chắc em phải đưa bọn này đi khám bác sĩ và xem con nào nó không có mật để bỏ đi. Em đi nhai cả đầu cả người bảo sao. Nào cường luôn, nào ba anh em thử luôn nào. Vẫn còn cá, vẫn còn đang nhảy ở trong thau này. Thử lại đi. Bạn ơi gói cá tôi ăn được mà cá tôi ăn thì sợ. Tôi uống cốc rượu lại. Nó bắn mất này. Chắc này thử lại. Cái quá. Nhưng mà nhai cả con cả cái lông cũng sợ sợ cái gì. Mời các bạn nhé. Đây là part 2 của mình. Part 1 không thành công. Cay quá. Sao anh lại có tình trạng chảy nước miếng nhỉ? Em anh bạn rau thơm. Thế thế bạn bảo tôi ăn rau ấy. Chắc hai ăn rồi. Chắc phát này em chỉ dám cắn nửa con. Không dám cắn, ngu cắn cả con. Chơi cả con. Đi chứ. Đấy nuốt à. Thôi anh ăn con nữa đây. Ôi giời, sao mà tôi nhìn một lỗ ăn thôi. Ui. Nó ngon anh ạ. Hành phi ồ cơm ấm. Anh ấy trôi rồi, con này trôi rồi. Thôi chào các bạn ơi, tôi về rồi. Anh ơi, hôm nay anh nói ra ăn hết rồi, ra bất cả. Làm con thứ ba này cho nó ngon này. Tôi nhìn thấy nhiều ăn thôi, sợ quá. Anh ấy cay quá. Anh em mình cho nhiều ớt quá hay sao. Anh em ăn ngon thế nhỉ? Đá ớt bột, đá ớt tươi. Kể quá. Nhìn anh em ăn ngon quá tôi. Ê ơi, không dám nước anh ạ. Thử trước thôi đó. Anh em cắn nửa con chứ bây giờ bảo cắn cái nửa chỗ này thì. Chối có mặt em ạ. Nhưng mà đúng thật anh bảo là thử thách mình thật. Cũng ăn gọi là ok, thử thách cũng gọi là thành công. Anh ơi, là không dám nữa. Mình cũng đã ăn được một miếng cá nhảy rồi. Nhất lẽ tôi không nhớ được. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào để thưởng thức thử cái món gọi là cá nhảy này. Tiến ăn rồi. Tiến là nhốt được một miếng này. Cường một miếng.
Em luôn bạn bạn cho tôi xin mấy con cá vào đây cho nhảy cho nó sống này. Ừ. Hai con luôn. Anh cho nó cay lên. Mấy con này nó hết nhảy rồi, ăn không chuẩn bài hiểu không? Đấy, mày nhảy nhảy kêu này. Đấy, đấy. Nào nhảy đi nào. Rồi. Bạn bạn tiếp đi. Ui giời, bắt quả, bắt quả. Con nhảy nhảy tạm vào đấy thôi. Để tôi giữ này lại. Giữ con bạn. Khử đi. Nhảy nha. Anh ơi, anh gì? Mình mời tất cả mọi người nha. Nhảy cho một, cho đích cho là vào trước. Ôi xoắn thế. Bạn ăn như kiểu nhai bánh đa. Ôi ôi, ít rau thôi bạn. Ít rau thôi. Các bạn nhìn đỏ mắt. Nhìn như con cá đi lên mà cho một quậy quậy. Lạ quá. Ôi xong rồi. Tại đây con này cũng vậy. Cá nhảy anh vẫn sống. Tôi chả cảm thấy cá tiếc gì trong mồm mà. Bây giờ toàn thấy rau rồi. Chỉ mùi cay và mùi cả rau rồi. Anh ơi, em sợ em giả. Tôi cắn đứt đôi con cá, tôi không dám nhai vì cứ nghĩ đến cá ở đầu. Ừ, cay quá chảy nước mắt. Bạn làm phút rượu không? Tí rượu đi cho ấm. Cay quá. Tôi mắc cay luôn. Tôi ngồi tôi xem các bạn ăn này. Anh ơi, thực sự là lại cá con cá thì mình có thể cho vào được, nhưng bây giờ khi mà cắn lửa người con cá ra rồi nhìn rất là sợ luôn. Anh em thôi vẫn còn nhiều mà mình lại cắn lửa con khác ấy. Mấy anh em không ăn được cầm con ra tập tấm trong mút nước rồi. Bây giờ giống em ngồi đây kiểu như tôi xin phép bỏ lửa con này đi, kiểu như đang xem phim truyền hình. Bạn ăn đuôi không à? Sợ ám ảnh lắm bạn. Cắn cắn mặt cắn ra rồi xong cảm giác nhìn không còn bắt mắt nữa. Tôi thấy ăn rau cái chấm này ngon, tôi ăn rau ấy. Thôi em không ăn được cá thì mút cá vậy. Mút cá chấm nước mút cá. Đâu là cái con cá còn nhảy của tôi vừa nãy đâu à? Đấy, tôi cất đấy bạn ạ. Đây. Và các bạn nhìn tôi xem ăn mút cá này. Để em cắn thử con nữa xem nó như nào. Nước ngon anh ạ. Thôi đấy. Chấm nó ngồi đây mút được. Chấm rượu đi em ạ. Em chưa được. Nhìn anh em ăn thèm quá, mình chả lắm mặt nữa. Cay quá. Anh yêu đuối thế. Hôm nay anh gần không được anh. Rồi để em thử con thứ ba. Bố lên em. Cháu này phi lòng đấy nhỉ. Tao ơi, em ơi đừng cố. Nhai sao cái con đầu tiên nhai khó, con thứ hai ăn trôi thế mà em không hiểu tại sao con này lại. Anh định thử mà em cứ nhả đi, anh hốt. Các bạn sợ lắm, không ăn được. Thực sự là hôm nay thì mình thử cho biết thôi. Nói chung mà nó bây giờ mà khó. Hôm nay sẽ lấy cảm nghĩ của bố anh em luôn. Tôi chưa cảm nghĩ. Tôi chưa. Khi mà mình mới vào ăn ấy, thì cảm giác đưa vào mồm. Ban đầu ăn thì cho nhiều rau một chút, không có cảm giác gì cả, giống như là mất hết cả vị mình nhai con cá luôn. Còn đến con thứ hai vừa rồi thì cho ít rau hơn, thì lên là những cái đuôi cá coi như còn nguyên cái thân con cá vẫn còn quậy quậy cái đuôi ở trong mồm đấy. Cảm giác là như thế đấy, cảm giác của anh là như thế. Em thì thực ra là em chỉ có suy nghĩ trong đầu nó cảm giác ghê thôi, chứ còn đưa vào mồm cũng hơi ghê răng, nhưng mà khi cắn mà nghe tiếng giòn giòn thì cảm giác ngon ngon. Nhưng mà cái miếng đầu tiên thì nhai nó hơi khó, nó hơi ghê. Miếng thứ hai không hiểu sao tự nhiên mình ăn ngon. Mà miếng thứ ba thì chắc là cái suy nghĩ trong đầu mình nó đang ấy rồi, nó đang ghê quá rồi, nên cảm giác mình nó cảm giác nó buồn nôn kiểu như thế. Nhưng vậy mà là, thực ra trước đi đây anh đi quay là hôm nay là anh em định đói như vậy, mỗi anh mới buồn là ăn. Nào bạn phát biểu cảm nghĩ đi. Cảm nghĩ của tôi thì ăn cá này thì nó cũng bình thường, cũng không ghê, ăn nó cũng ngon. Nhai vị nó cay cay nữa, ăn phải nói mắc cay. Ui anh à, thơm ấy, tôi đây ăn trong thơm mồm. Thơm ngon ngon đấy. Là tiếng nào? Đây vậy trong mồm. Em thì lần đầu tiên được ăn cá sống, cầm cả con cá mà còn vẫn quấy quấy nhảy nhảy. Ăn con đầu tiên thì rất ngu khi cho cả con vào mồm nó vỡ mật ra, cắn đắng. Nhưng mà con thứ hai cắn lửa con lại cảm thấy ngon. Thế sao không ăn được con thứ ba, không thử? Sợ. Bây giờ là chỉ có thế này thôi anh ạ. Là bắt qua. Tôi thì thực ra là gỏi cá thì ăn được. Nếu mà
mình tại vì kinh thực ra gỏi tôi ăn được, thực ra cái nghĩ suy mình ấy, nó cứ nghĩ về con cá nó sống ra bên mình, khi cắn ra mình cảm thấy vẫn một cái thân cá mồm nhai của nó sợ đấy. Anh nhắm mắt anh để chấm mình là mình đâu đấy, mình sợ thì không không dám ăn, chứ không phải là không ăn được, nếu mà cố vẫn ăn được nhưng mà sợ bây giờ chấp nhận thua không ăn được. Vậy là anh em mình đã vừa thưởng thức xong món gỏi cá nhảy rồi. Có anh em không ăn được thì có anh em lại ăn được phần đuôi, và có anh em ăn được cả con cả mật như Tiến. Bây giờ thực sự là coi như là cái clip này là thử một lần anh em mình cảm giác để ăn cá nhảy nó như thế nào ấy. Và có lẽ sẽ không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa, nhưng mình sẽ dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.